livestream đẹp quá ha. Mẹ che hết mặt con gái rồi nha. Giữ cái chén là đang nó rớt xuống đất á. Rớt chét mắm mấy à. Mẹ giữ chén cho đang mang đây, rớt chén bây giờ. Có cái cục kem mà dưới cái chén kìa. Hồi nãy nó xém rớt á.